Mày cướp hả? Cướp gì? Buông ra. Không buông mày, tao bắt được mày không? Đánh phát bây giờ. Đánh gì? Buông ra. Buông là gì? Băng ngày băng mặt, thấy ghê à? Ghê gì? Hả? Nói gì vậy? Nói gì? Bỏ khẩu trang ra. Nè. Bỏ kiếm ra luôn. Trời đi, khó quá ta. Nè, nó nè. Đó, nhìn đi, nhìn kỹ. Trời ơi, tưởng ai? Làm hết hồn mà. Bỏ cười xuống mày. Cái gì vậy? Cái chuyện này. Người ta đang đánh độ cha nội. Đánh độ cái gì? Mày đánh độ bên mày đánh độ hả? Mày khùng hả? Mày có mày làm cái gì vậy? Hả? Tao gặp mày được không? Bây giờ muốn cái gì? Muốn cái gì? Trời đất ơi, nó thiếu nợ tôi rồi, muốn cái gì? Anh không có rõ ràng, tôi giận đó nha. chưa thấy cái thằng nào mà gì thiếu nợ tao mà giận chủ nợ cho cái đội á. Đứng lên nói chuyện mày, bất dạy, đứng lên nói chuyện. Mày đứng lên nói chuyện cái đâu? Từ làm gì vậy? Ê, mày tính sao mày? Tính là sao? Đây, tiền tao mày tính sao? Tiền gì của anh? Nói đi. Mày đừng có nói nghe, mày mượn tao 5 triệu, mày hứa 1 tháng trả, tới nay là 3-4 tháng rồi. Hết mùa đá banh rồi, mày chưa có trả nữa. Tôi mượn 5 triệu hả? Ờ. Mượn thì trả có gì đâu. Trả đâu? Chừng nào trả? À thì... Chừng nào có tiền trả? Ê, đừng có nói nghe, mày hứa tao 1 tháng bữa nay mày phải trả tao, không nói gì nhiều hết trơn rồi. Nói cho anh nghe, bữa nay không trả thì ngày mai trả. Không có ngày mai, mày 1.000 cái ngày mai rồi. Chỉ có 5 triệu thôi đó hả? Ừ. Thì không có gì khác phải không? Ừ. Em về. Về gì? Mày tính trốn tao phải không? À, mày mấy cái dài mày trốn tao nhiều lần lắm rồi, đừng nói vậy nha. Tôi nói cho anh nghe nha, à. Anh lớn rồi nha. Sao? Nói chuyện phải đàng hoàng nha. À. Trốn có nghĩa là phải núp ở đâu đó để anh không thấy mặt. Còn người ta đang đứng đánh pizza ban ngày ban mặt, cái này gọi là tránh chứ không phải là trốn nha. Nói chuyện đàng hoàng à. Đúng rồi, cái này tránh này không phải trốn. Trốn là trốn ở nhà, còn ra đứng ở đây mà. Đó, lớn rồi. Ê. Mày lý luận cái tao hả? Mày bỏ xuôi. Trả 5 triệu. Mày trả 5 triệu cho tao. Mày muốn tao la không? Bây giờ 5 triệu phải không? Ừ. 5 triệu anh trả anh có gì đâu. Trả đâu? Nè, anh nhớ một câu này nha. Ờ. Ông bà mình thường nói. Nói sao? Bầu ơi thương lấy bí cùng. À. Tuy là khác phố nhưng chung một phường. Tha rằng ta ở khác phường để cho mày không tới mượn tiền của tao. Trời, thờ vô duyên vậy. Kệ ta, trả tiền mày 5 triệu. 5 triệu phải không? Ờ. Thì từ từ trả làm gì dữ vậy? Không có từ từ, trả liền bữa nay. Có 5 triệu mà làm gì ghê à? Không có ghê gì hết trơn trời á. Mày đừng có nói dông dài gì hết trơn á. Bữa lần nào gặp mày cũng nói dông dài đó. Em nói cho anh nghe. Cái gì? Anh biết cái tánh của em mà. Tánh mày sao? Anh nhớ cái thời mình làm sinh viên không? Ờ, xạo nó nổ nữa. Trời ơi, tôi có làm sinh viên đó lần nào đó trời. À thì sinh viên bao nào? Thì thời trung học. Ờ. À, anh biết cái tánh em sòng phẳng mà. Trung học mà mới bày mới có lớp 6 thôi. Thì trung học. Ừ. À, em biết cái tánh của em sòng phẳng mà. Ừ. Rất là sòng phẳng. Ừ. Có nợ là trả. Ừ. Em chưa sợ mà. Ừ. Anh nhớ hồi đó không? Sao? Anh mượn tiền của em sao? Ê, mày mượn tao hoài, tao chưa mượn mày lần nào nghe. Mà nhớ kỹ lại nghe. Ai mượn ai cũng vậy, miễn sao có trả qua trả lại được rồi. Bây giờ trả đi. Đây, bây giờ em nói cho anh nghe. Ừ. Anh cứ ngồi xuống đây. Gì? Em mời anh ngồi xuống, lâu quá anh em không gặp, ngồi xuống đây đi nha. À. Thôi khỏi, ngồi mày vụ tao vậy. Anh ngồi xuống đi. Anh làm gì dữ vậy? Ừ, anh em không mà anh làm gì dữ vậy? Sao? Thì bây giờ em có chuyện này. À. À, thực sự là em 5 triệu của anh em sẽ trả. Phải trả thôi trả. Chứ không sao không sẽ trả được. Mà phải trả. Em nói thiệt với anh, trả 5 triệu là chuyện bình thường. Trả luôn 10 triệu. Tao lại mày. Trời ơi, tao lại mày tám lấy à? Không lấy thôi em về. Không phải. Tao lấy 5 triệu thôi, tao có lấy 10 triệu của mày đâu. Anh bình tĩnh anh nghe em nói nè. Gì? À. Em có mối này, mối làm mối này ngon lắm. Vô được mối này chẳng những trả anh 5 triệu, thêm 5 triệu nữa, dắt anh đi chơi hoành tráng luôn. Trời đất ơi, mày tính đem tao ra rồi mày gài, mày dụ dỗ người ta không, đây. Không, em nói cho anh nghe, cô này với em quen nhau lâu rồi. Sao? Yêu nhau thật lòng, nhưng mà khổ nỗi nhà con này giàu. Mà em thì không được giàu cho lắm. À, tao hiểu rồi, tao hiểu rồi, hiểu ý mày rồi. Có nghĩa là cái cô này đó là về con nhà giàu. Đúng. Mày nghèo. Đúng. Thì gia đình người ta không gả cho mày. Đúng. Đúng không? Đúng. Bây giờ mày muốn nghe là vô cái mối này là mày đào bỏ người ta. Không. Không có ngồi mày đó, đứng nói chuyện mà không ngồi mày, không ngồi. Em với cô này yêu nhau thật lòng. Được sao? Nhưng mà nhà khó lắm. À. Người ta muốn là gì được cái gì đó, môn đăng hộ đối gì đó. Cho nên bây giờ em cần sự giúp đỡ của anh. Nếu mà vô được cái kèo này ha. 5 triệu là dễ dàng. 10 triệu cũng dễ dàng luôn. Thậm chí cho anh 20 triệu anh xài chơi. Thôi, nghe nói ớn ốc quá. Trời ơi, sợ trời quá luôn thiệt. Không lẽ anh không tin em sao? Rồi mày kêu tao làm gì? Bây giờ dễ lắm.
ngày mai mình tới nhà cô đó. Anh làm... tao đi nữa hả? Anh phải đi với em chứ. Mình tao lên nhà cô đó. Đúng, đi với em, anh làm ngỡ của em. Hả? Gì? Trời đất ơi. Trời ơi, từ chủ nợ lên xuống tới ngỡ rồi trời. Em nói cho anh nghe. Gì? Màn kịch thôi. Màn kịch thôi, qua được cái cảnh này nha. Là mình có tiền, em sẽ trả anh nợ cũ cộng thêm tiền mới luôn. Nghĩa là cho trả 5 triệu. 5 triệu. Cho 5 triệu nữa. Cho 5 triệu nữa. Mà tao làm người ở mày cũng được đi. Rồi. Mà tao không, mà tao làm gì? À, tân bốc em. Tân bốc? Có 1 nó 10. Là sao? Thí dụ như em nói em làm nhân viên của công ty nào đó, anh nói em làm tổng giám đốc. Ồ, vậy hả? Ừ. Cái là bơm mày lên đó. Bơm lên. Tân bốc mày lên. Bơm maximum lên luôn. Bơm cái là hai là mày nói thấp tao nói cao vậy đó. Đúng vậy luôn. Thế mày nói mày già mày nghèo tao nói giàu. Đúng. Ồ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Vậy là mày đưa tao 5 triệu. 5 triệu. Nhưng mà khoan. Gì? Cho em mượn thêm 1 triệu. Cái gì ông nội? Trời đất ơi, 5 triệu chưa trả giờ vụ ta gài người ta mượn thêm 1 triệu. Anh bình tĩnh rồi từ em nói cho anh nghe. Tới nhà người ta phải có quà cáp, người ta mới tin là mình nhà mình giàu chứ. Chứ bị tới nhà mình xách tay không tới có đâu được. Đúng không? Bây giờ anh cho em mượn thêm 1 triệu nữa. Cộng thêm 5 triệu của anh là 6 triệu. Ha. Sau kèo ngày mai gửi lại anh 12 triệu được chưa? Khoan là tính này. Tính đi. Bây giờ khoan là tính. Bây giờ mình cho nó mượn 5 triệu. Để nó trả mình 10 triệu. Mà mình nó mượn thêm 1 triệu nữa là 6 triệu. Nó trả mình 12 triệu. Chính xác. Ê, gì? Sao mày nghe anh? Tao nói nhỏ mà. Tôi đoán hết suy nghĩ của anh rồi. Suy nghĩ gì? Bây giờ anh đưa thêm mượn thêm 1 triệu đi. Nếu không là mất luôn 5 triệu kia này nha. Khoan mày. Làm sao mất 5 triệu được mày? Suy nghĩ kỹ đi. Đưa liền à. Rồi. Cho mày mượn thêm 1 triệu nữa. 1 triệu nữa. Là 6 triệu nha. 6 triệu. Mày trả 12 triệu. 12 triệu luôn. Nhớ nha. Nhớ. Tao qua bển tao chỉ nói tăng bốc mày thôi chứ tao có làm nhớ cho nha. Chính xác. Có gì mà xảy ra ở tù là mày chịu trách nhiệm, tao không biết nha. Mày dám người ta là mày chịu nha. Được. Rồi tao về sáng mai tao trả lại mày. Nhớ nha. 8 giờ. 8 giờ nha. 8 giờ sáng mai. 8 giờ sáng mai nha. Đúng rồi, tao về. Nhớ nha. Rồi nhớ nha. 6 triệu là 12 triệu. Nhớ tăng bốc tôi nha. Biết rồi, 6 triệu là 12 triệu, 12 triệu là 6 triệu. Về chứ dễ dụ ghê ha. Dân à? Dạ. Mang vài cao gót vậy đó con. Dạ. Đứng lâu mỏi không? Mỏi chứ má. Đi nhiều mệt không? Dạ mệt chứ má. Vậy chứ nãy giờ con đi tới lui con biết mệt hả? Nhưng trời mà... ơi đất ơi, nhưng mà cái gì? Con không biết mệt á thì má nè, má thấy con đi tới lui nè, má nhức đầu, má chóng mặt lắm. Cứ xào quân hoài. Ủa mà ngồi vậy, bữa nay má mới là người làm người hồi hộp nè, má mới là người xúc tuột nè. Má. Ủa quên. Sốt ruột. Là má muốn nhìn mặt bạn trai của con. Chứ đâu phải con đâu. Mà làm cái gì tới đi lui con không được rồi. Nhưng mà hẹn á trễ mấy tiếng đồng hồ rồi chú tới á má. Nè hẹn con mấy giờ? Dạ 2 giờ. Trời đất ơi. Nhìn đồng hồ tôi coi mấy giờ rồi? 1:30 đó. Ừ. Còn nửa tiếng nữa mới đến cuộc hẹn. Mà con làm gì con nôn vậy? Ê con, nhìn cái mặt con á, má dám chắc con chắc con mê trai lắm phải không? Mê trai đến nỗi mà đợi từng giờ từng phút mà thấy nó chậm qua phải không con? Nhưng mà má ơi, tại người ta hẹn con người ta phải tới sớm chứ. Sớm là mấy giờ? Tới sớm là 6 giờ sáng mở cửa ra thấy nó đứng trước nhà đó hả? Vậy là sớm hả? Con quá đáng à. Từ từ đi. Miễn sao lát 2 giờ nó tới thôi. Cái cặp giò của mày á không đủ dài để thi nét tớp mọi đồ đâu. Không phải. Má. Má. Má nhìn con nè. Sao? Này má thấy con đẹp không? Đẹp má. Trời ơi má làm cái gì vậy? Nhìn lại đi. Giữa con và má, con chọn ai? Má của con là lúc nào cũng đẹp. Con nghĩ làm sao vậy? Má của con nè, lộng lẫy như vậy nè, như một bà hoàng. Còn con nhìn lại con coi, như một con ở. Thôi nghĩ làm sao vậy? Bạn trai tới đây gặp mặt mình, mà có ăn mặc cái quần sọt vậy. Mà phải chỉ quần sọt có cái màu nó mới tinh á, má không tức. Cái màu cái đó mà bạc hết như vậy à. Trời đất ơi, thiệt tình má thấy không được chút xíu nào hết đó. Má,
Má không có fashion gì hết á. Cái này là model của năm 2014 nè. Má không có biết gì hết trơn. Trời má ơi, thấy không được chút xíu nào á. Ăn mặc đàng hoàng lại chút xíu đi. Ghét má quá à. Đi thay đồ. Trời đất ơi, má không biết gì hết á. Đây là fashion model 2014 quá mà. Ghét quá à. Thay đồ. Tưởng sao mày thay đồ. Xạo. Vô đi. Làm lấp ló nhăn trộm đi cha. Ê, chú ngủ xong rồi nè. Vô đi vô. Mày vô trước đi. Anh cầm đồ thành vô trước đi. Nhà có bộ mày bắt tao vô gì. Anh là người làm mà. Vô đi. 12 triệu. Nếu không là không còn một đồng. Bây giờ vô hay là không? Vô. 12 triệu. Trời ơi, 12 triệu. 12 triệu. Nè. Ê, nhỏ nào lấp ló quá vậy hả? Vô. Cười gì? Làm nhà quan chết chủ vậy, đứng lấp ló ngoài cửa. Dạ. Nè, đi đâu mà xách dép vậy? Dạ người đâu của đó, sẽ để ngoài mất. Ai mà lấy? Làm như dép mất tiền không vậy? Dạ. Tìm ai? Dạ. Bạn con Dân phải không? Dạ. Tới kiếm Dân phải không? Nói nghe nè, ở nhà đó có chuông. Mà muốn bước chân vô nhà người ta đó thì điều lịch sự trước tiên là phải bấm chuông, chứ không phải đứng lấp ló kiểu đó, nghe chưa? Dạ. Ờ, à, nè. Dạ. Đi đâu vậy? Ra bấm chuông. Ai mượn? Vô tới nhà bấm gì nữa? Xin lên cho con coi. Đâu có ngập lụt đâu, phải săn quần. Dân à. Dạ. Biểu à. Biểu, biểu. Đứng đó. Biểu, ngồi xuống. Con ơi, con nghĩ làm sao vậy hả? Cặp mắt của mày á, mày hết thằng mày lừa à. Lừa cái thằng á, tuổi đá ông ngoại tao vậy á. Bây giờ kìa, giờ cái mặt nó kìa, ngơ ngơ ngáo ngáo giống như bệnh đau vậy á. Đã vậy mày coi cái mỏ kìa, đó. Nãy giờ đứng nói chuyện tao né chết bà luôn kìa. Người đó đó đó, mà cái mỏ đụng tới tao rồi đó. Nhỏ quắc à. Xấu quá. Ai? Bạn trai mày. Ủa? Đâu phải bạn trai con. Sao nó vô nói thiệt đó là bạn trai của mày? Vậy tôi đâu có giới thiệu đâu. Thì tôi hỏi ai kiếm ai cho mày chỉ vô trong này. Chỉ đâu, trời ơi, tôi mới hả hồng bà táp. Hả hồng bà táp mà nhảy vô họng tôi mà ngồi chầm hỏi mới động. Tôi đâu có nói được đâu. Tôi là không phải là bạn của cô này. Chứ là ai? Dạ đầy tớ. Ông chủ tôi đứng ngoài á. Đầy tớ đó hả? Dạ kêu vừa cầm quà vô trước. Vậy sao hả hồng ra? Vừa hả hồng ra bà táp rồi. Đầy tớ mà sân si quá. Mời ông chủ vô đi. Dạ. Cậu chủ ơi, vô cậu chủ ơi. Nè, bạn trai mày được không? Đẹp, đừng có chủ nào tớ nấy giống nhau tao chết liền đó. Dạ công chủ. Dạ con chào bác. Oh, ngạc nhiên quá. Oh, đẹp trai quá. Oh, má sao vậy? Ôi, mày ngậm cái mỏ mày lại mày. Gớm quá. Ra đó hả? Ừ, ra đó. Đẹp quá à. Ba mấy tuổi rồi? Trẻ. Đẹp quá. Yên hoài. Xin lỗi nha. Tại vì lần đầu tiên gặp con đó. Mà thấy con đừng có cười, ngậm cái miệng lại đi. Thấy con quá bất ngờ cho nên bác hơi ngạc nhiên mà. Con à, mời con ngồi. Con dạ, dạ con đứng được rồi bác. Không dạ. Không con phải ngồi. Dạ con đứng quen rồi. Dạ, dạ không quen đâu. Dạ cậu chủ tôi ở nhà đó ngồi trên ghế đó là giữ giữ không à, là làm việc thôi chứ đâu có đứng gì đâu, tại khiêm nhượng đó. Vậy à. Ngồi đi cậu. Mời con ngồi. Dạ dạ dạ, dạ mời bác. Dạ, dạ. Cảm ơn. Ồ, lịch sự chưa? Phải lịch sự cho con người đâu phải lịch sự chứ. Mày đứng lên. Hả? Tao mời chủ mày chứ đâu phải mời mày. Kì vậy? Ổn láo à. Chào con. Dạ. Rất hân hạnh được gặp con. Dạ. Nói vụ này đi, mừng lâu mỏi quá. Dạ, đây là quà con gửi cho bác. Ô vậy à, quà của bác. Quà này đó thì dạ quà này để gửi cho Vân. Ô vậy à. Ờ đúng rồi, quà là phải cho bác mà hoa là phải dành cho Vân. Dạ. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Tao cảm ơn chủ mày, cái thằng mỏ nhỏ mày ngậm mỏ ra giùm tao. Trời ơi.
Con à, dạ. Nhìn con á thì bác thấy cảm tình lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cuộc nói chuyện nha. Dạ. Con cho bác hỏi hỏi thăm nha. Chẳng hay con làm nghề gì? Dạ con là nhân viên thường của công ty xuất nhập khẩu thôi bác à. Nhân viên thường hả? Con chỉ là một nhân viên thường. Ủa sao gì? Nhân bóc. Viên thường vậy? Bóc. Bóc con nội gì chứ bóc. Người ta già cả người ta bóc gì. Bóc lên. Dạ dạ. Dạ thưa bác. Dạ không phải nhân viên thường đâu. Dạ cậu chủ tôi khiêm nhượng đó. Dạ cậu chủ tôi là tổng giám đốc đó. Mà đi ra đâu cũng nói nhân viên thường thôi à. Trời đất ơi. Khiêm nhượng. Sao mà khiêm tốn vậy? Mình tổng giám đốc thì mình phải nói là mình tổng giám đốc. Hay nói đúng hơn mình là businessman. Đúng không con? Dạ. Ừ, đừng có khiêm nhường nha. Tuổi trẻ tài cao mà. Con dạ. Ừ, con cho bác hỏi thăm nha. Dạ. Thế nhà con ở đâu vậy? À, dạ con thuê căn hộ ở quận Nhất. Hả? Bảy trời ơi. Nè, nói cho bà nghe. Không phải đâu. Cái cậu tôi đó là khiêm nhường thôi. Chứ trời ơi, ở biệt thự lớn lắm đó. Ở Phú Mỹ Hưng đó. Ồ vậy à. Hồi đó là ở Bình Hưng Hòa. Sao dọn về Phú Mỹ Hưng? Cái gì? Ở đâu? Bình Hưng Hòa có biệt thự lớn lắm nhưng mà dọn về Phú Mỹ Hưng rồi. Có biệt thự lớn Bình Hưng Hòa hả? Dạ. Nghĩa địa. Không phải, gần đó thôi. Lớn lắm. À. Bà đi nghĩa là 4 ngày chưa hết cái biệt thự nữa. Trời đất ơi. Đừng có khiêm nhượng, cậu đừng khiêm nhượng. Biệt thự rộng dữ vậy hả con? Đi 4 ngày cũng chưa hết ha con. Ừ, nhìn cặp giò của con á biết nhà con á rộng mà bự cỡ nào đó, đi mình nổi giò cao luôn vậy đó. Trời ơi, con gà nó chạy từ trước ra làm sao đó. Nó thiệt cái chạy vòng cái biệt thự thôi là nó xỉu rồi. Quá. Wow. Con. Dạ. Ai kêu con? Hả? Nhìn nè, tuổi tác của ấy á với đây á cũng bằng nhau nha. Đừng cứ xưng con á rồi nghe là dạ, nổi da gà. Dạ nói vậy chứ tại bác nhìn vậy chứ con còn nhỏ lắm. Nhiêu tuổi? 14. Trời ơi. Tại mặt bị hát. Mày 14 tuổi hả? Các tao mới 13. Nhìn giống như ông nội đi vậy, 14 tuổi. Con ơi. Dạ. Dạ con này, con mỏ nhọn ngậm lại. Mai mốt đó con, khi mà mình đã quen nhau rồi đó thì gia đình hai bên đã tiến hành đám cưới với hai đứa rồi đó. Làm ơn nha, tống cổ thằng mỏ nhọn giùm nha con. Dạ. Chứ không thôi bắt né con ngày bắt bị dính đạn rồi con. Ngậm cái mỏ lại nha. Con, dạ. Con cho bác hỏi thăm về cái hoàn cảnh gia đình nhà con nha. Cha con như thế nào, làm gì, mẹ con còn hay mất, cha con đã đi thêm một bước nữa hay là chưa? Dạ không à, gia đình còn đầy đủ hết trơn. Đội bác đừng nói vậy xui gia đình người ta đó. Dạ, ba của anh ở Mỹ, má anh ở Úc, anh của ổng ở Anh, chị của ổng ở Đức. Rồi là coi như là nguyên của gia đình ở nước ngoài hết trơn. Có mình cậu chủ tôi ở Việt Nam thôi. Mày rảnh quá cái thằng mỏ nhọn. Nãy giờ cậu chủ mày chưa hả họng ra mà đã nhảy vô họng cậu chủ mày rồi à. Ủa con, dạ. Con nghĩ sao mà con mướn cái thằng này vậy con? Nè, đuổi nó đi nghe, cái bác là bác không ưa nó rồi đó nghe. Mày ngậm cái mỏ nhọn mày lại đi. Cái gì? Tao nói không đúng sao sân si tao. Trời, con thấy chưa? Nó nhìn con nè, ý là nó chứ con mụ già nè, tôi dễ quê mụ già lắm rồi, con thấy chưa? Nó sân si vậy, thấy chưa? Quá. Wow. Tức cái gì tôi nói sai cậu hả? 2 triệu. Gì 12 triệu nghe mày. Dạ thưa bác. Dạ gia đình con thì ở nước ngoài hết à. Chỉ có một mình con ở Việt Nam thôi. Vậy hả con? Dạ. Vậy là mai mốt chắc con cũng muốn đi nước ngoài dễ lắm phải không con? Dạ. Rồi con bảo lãnh bắt đi cũng được luôn phải không con? Dạ. Mày làm cái gì mày lúng ta lúng túng vậy? Mày để tao nói chuyện với bạn trai mày coi mày sao mà ngắt ngang. Mai mốt á là bảo lãnh bà đi. Trời ơi, bà đi theo diện đoàn tụ ông bà đó, vẫn đi lẹ lắm. Đúng rồi con, đi diện đoàn tụ ông bà là... Mày đâu cho tao chết đó hả? Thằng Nguyễn Sư! Mày đuổi nó đi con! Dạ, con sẽ đuổi. Bác không thích nó nghe. Dạ. Dạ, có 12 triệu là đuổi được hả? Dạ. 12 triệu gì? Cho con thêm 3 triệu nữa, 15 triệu đuổi nó đi nha con. Dạ. 15 triệu. Xích ra bể TV người ta đó. Anh, bây giờ mình dắt má đi ăn đi ha. Đặt rồi, đặt nhà hàng rồi. Nhà hàng lớn lắm. Trời ơi, caravan. Đặt ta ra toàn là món dữ không hả? Vì cá nè, bào ngư nè, mười mấy món luôn ăn. Đâm xào nè, chao chấm chao. Đủ thứ đó là ngon lắm luôn á. Đặt rồi, đặt. Ngon nhất là cái mỏ nhọn. Nghe, mỏ nhọn xào bơ đi, tao ăn liền nè. Trời đất ơi, chủ chưa nói mà tương tước con. Dạ. Sao vậy? Sao tự nhiên bác thấy con lúng túng mà rồi con bị ho?
Con bị bệnh phải không? Dạ không. Trời dạ. Ơi con à, bị bệnh là phải đi khám nha con. Dạ. Đừng có coi thường. Dạ. Nhìn nhìn con khỏe khỏe vậy, biết đâu bộ đồ lòng của con nát tan. Dạ hết không thì dạ sao con chỉ cảm con sơ phải... sơ thôi à. Cảm xạo sơ xạo quá. Đâu có cảm sơ đâu. Ho lao đó. Đây. Ho lao còn bị cuối đó. Đây. Nữa một ngày hơi hơi một đống máu rồi à. Trời đất ơi, ta la gan. Trời chết rồi. Kỳ cuối. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi hả? Tao quê tao nói à. Tao quê mẹ rồi. Im nè. Không im. Bây giờ không cần im là sao? Cái gì vậy hả? Tôi nói của tẹt nó hết. Đó cái gì? Cái thằng này là nghèo sát nghèo sơ đó. Nó muốn tôi làm ở lợi cho nó. Tôi là chủ nợ đó. Mà nó thiếu tôi mười mấy triệu đó không trả. Đó. Bây giờ nó lợi anh im ngay. Đi với tôi. Đi khi nào mày trả tiền tao đi. 12 triệu đi. Tao đi. À tôi hiểu rồi. Chủ nợ là đây phải không? Sao? Còn đây là con nợ phải không? Ê, nãy là đừng khi dễ tôi làm nha. Tôi nóng bà nãy giờ đó nghe. Bà nói mà giết đi, quýnh đi nè. Thôi, nhà tôi nha. Qua đây. Quá rồi ha. Cậu kia, thiếu cậu nhiêu? 12 triệu. Được rồi, để tôi tính cho. Nè, cái tội của cậu hay chưa? Tội gì? Cái tội của cậu á là thông đồng với cậu này nè. Để gạt tôi nghe, tôi thưa cậu lên công an, đừng có nói. Nói xuống rồi. Xuống cái gì? Còn cậu nữa. Tôi nói cậu biết được chưa? Trước khi cậu đến đây á, ra mắt tôi là tôi đã biết được cả lý lịch cái hoàn cảnh nhà cậu rồi. Tôi muốn thử dò hỏi coi lòng thật của cậu như thế nào. Cậu bày đặt cậu gạt tôi. Nhà thì rộng lắm, đi 3-4 ngày. Là businessman, má ở Mỹ, ba ở Úc. Cậu đó, cậu đổ nợ. Đây này, chủ nợ của cậu. Cậu qua đây á, là cậu giả bộ cậu giàu có. Thì để tôi ham cái gì? Còn con á, con cũng biết nó nghèo lắm. Mà có mày là con gạt má nghe chưa? Cái tội của con đó, bả xử cho con sao? Giờ nghe tôi nói nè. Cậu với nó hai đứa thương nhau thật lòng không? Sống thật, không thật tao lại. Ai hỏi mày? Thằng mỏ nhọn. Vậy thôi, ê, bà mỏ, tôi có nói bà mỏ bằng không? Đồ vô duyên à. Bà có duyên quá. Tao có duyên lắm, tao mới gặp mày đó. Bởi vậy, hai đứa mình sát nhau là có con nhiều lắm á. Xin lỗi, bích cửa đi con, mày uống thuốc ngủ rồi nằm mơ đi con. Rồi. Cậu có thương con dân nhà tôi thiệt lòng không? Dạ có. Tôi nói cho cậu biết hay chưa? Giàu á thì nói giàu, mà nghèo thì nói nghèo. Không có dối trá gì được. Liệu cậu có giấu tôi cả suốt đời được không? Lấy con tôi rồi á, cậu có giấu tôi được là cậu nghèo hay là không? Tôi chỉ cần là cậu có thật lòng thương con gái tôi hay là không, chứ tôi không có cần giàu nghèo. Giàu nghèo không thành vấn đề, cậu hiểu không? Dạ. Giờ trả lời tôi đi. Thương con gái tôi thật lòng phải không? Dạ thật lòng. Còn con nữa, con có thương nó thật lòng không? Dạ thương, mà tại sợ má. Sợ cái gì mà sợ? Hai đứa thương nhau thật lòng phải không? Hiền quá. Dạ. Im đi. Thương thật lòng cái gì? Tao đồng ý đó. Đồng ý qua bên đi. Nhưng mà nói rồi nghe chưa? Không được dối gạt má nữa nghe chưa? Má là họ ghét. Thành là người lớn như vậy mới đúng. Đúng rồi, không phải. Cái tập của tao la, tao la vậy thôi. Không phải, mình đừng nói mày, đừng nói mày tao. Em nói anh nghe. Đó. Cái tập của em la vậy thôi. Thử tâm của em thiệt lắm. Đúng. Em biết, em đã tìm hiểu lý lịch này, em biết nó nghèo. Nghèo, giàu, không có thành vấn đề. Mà em vẫn chấp nhận. Miễn tụi nó hạnh phúc là đủ rồi, đúng không? Đó, không vậy. Bây giờ không có gì hết, tiền bạc thiếu nợ bao nhiêu, bác cho trả. Rồi hai đứa từ từ làm lại nghe chưa? Dạ, nhớ là phải nói 15 triệu không? 15 triệu, trả 15 triệu đi, nha. Trả mình 15 triệu đi. Dạ, bỏ trả. Dạ, yeah. Đó. Nó đã biết sai, nó sửa sai rồi. Rồi. Nhưng mà anh đó, anh biết sai mà anh chưa sửa sai. Sai cái chỗ nào? Cái tai của anh nó không phải cái chỗ này. Cái chỗ nào? Bằng tai anh phải ở đơn vị gốc của anh đó. Anh hiểu chưa? Ủa tôi để hồi nào tôi không ai trời. Để hồi nào cái gì? Mày khôn quá, khôn vừa phải nghe chưa? Nhìn cái gì? Nói cậu biết nghe chưa? Tôi sẽ trả nợ cho cậu. Nhưng cậu làm ơn đi, cầm bỏ lại, rồi bỏ nhỏ. Chó nha. Dạ béo.
Quên. Xuống xe chạy nó nguy hiểm tính là cấp giặc hả? Quên. Quên cái gì? Ba cái gì? Đứng lại. Tính giỡn mặt hả? Bây giờ có trả tiền hay không thì bảo. Bảo là bảo thế nào? Ê, giỡn mặt hả? Mày trả tiền không? Trả tiền. Ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao ông kêu tôi chở ông tới đây rồi dừng xe xuống rồi ông bỏ tôi ông đi, ông trả tiền? Tao không biết đâu. Tao biết cái gì? Được rồi, trả tiền không? Hả? Dí đâu nghe. Ê, đừng thấy tao nhịn nãy giờ làm tới nha mày. Nói thiệt với mày, ở dưới quê tao mà giỡn mặt tao kiểu này đó, đem vô chùa thờ 6 thằng rồi đó. Nè, tôi cũng nói cho ông biết luôn nha. Nha, ngày hôm qua có một thằng đi xe, cái mỏ nó chu, cái bụng nó bự. Hiểu không? Nó cũng cười mà nó không trả tiền. Chú Quýnh nó lòi hai con mắt luôn nè. Nghe cái lò xo biết không? Trời ơi, giữa trưa mà nó nhát ma tôi kìa. Nó sợ quá trời ơi, nó sợ quá. Trời ơi, bán xà bông. Hả? Bóng xà bàn. Ôi, bóng quá vậy? Bóng nghe không? Ừ. Bóng xà bàn nghe không? Ừ. Má mày bán bông bông. Gì chửi má tôi ra? Tao đại diện bà con chửi mày đó. Chửi gì? Trời ơi trời, chiếc xe ông đã người ta chế ra hai bánh. Nó chở tôi hồi nhỏng lên còn bánh một à. Thì cũng tại cha thôi cha. Cũng tại cha, tôi hỏi là chịu chơi không? Chịu, tao chịu chơi lắm. Quất một bánh luôn chứ sao? Ừ, tao chịu chơi nhưng mà mày chơi vậy tao không chịu. Bắn bới vậy không chịu? Trời ơi, xe mày chạy chạy gì kiểu đó. Tao kêu mày sợ quá, xanh mặt mày hết. Tao kêu mày dừng lại, sao mày không dừng? Sao dừng được? Sao vậy? Đâu có thắng. Trời ơi má ơi, tôi đi xe nãy giờ không có thắng. Trời ơi. Ê nhỏ, Tiểu ơi. Gì? Sao mày xem thường sinh mạng nhân dân quá vậy mày? Xe mày chạy chở người ta mà không có thắng. Ừ. Mày chạy vậy mà không sợ sơn lé hả? Trời ơi, thằng này không sợ thằng nào nhá. Thằng sơn lé là thằng nào? Sơn lé là xe lớn. Thôi qua đây không có ông ơi. Thằng sơn lé nhầm nhò gì? Thằng sang hè tôi còn không sợ nữa mà. Ủa sang hè thằng nào? Xe hàng. À, sao? Sang hè mày không sợ phải không? Không có cửa. Mà tao nói thằng sang này mày sợ nè. Sang nào? Sang te. Thằng sang te. Sang te là thằng sang nào? Xe tan á. Thầy sẽ đi xu cấp ké. Cấp ké là xe cấp cứu. Mở vô. Ba má đẻ mở ra trước hả? Ờ, sao? Mở thì gói mà, giờ không có dở nữa. Em cứu sao? Trả tiền. Làm ghê. Nè, đại gia miệt vườn nghe con. Đại gia gì? Miệt vườn. Tôi không cần biết, không cần biết đại gia hay là đại gì hết trơn. Vậy có trả tiền hay không? Bao nhiêu? 180.000. Trời ơi, nó có 180.000. Cái làm cho tao 180 đô rồi đó. Trời ơi. Nè, nó từng ăn nhậu đêm 200-300 đô là bình thường. Trời ơi, xài từng đô không con à? Trời. Nè, cái gì? Cái gì vậy? Cái bóp. Bóp gì? Mày. Cái bóp. Mày thấy cái bóp hả? Đừng có tào lao nha, đừng có tào lao nha. Tôi chở ông nãy giờ hai tay cả chạy rồi lấy chỗ nào. Mày gì cái bắt tao bỏ đây sao mất. Nè, đừng có kiếm cớ quỵt tiền nha cha nha. Tiền cái gì? À, biết rồi. Mày lấy cái đâu? Không có lấy, tôi biết ai lấy rồi. Ai lấy? Hồi nãy ngoài bến xe. Ừ. Hiểu không? Có hai nhỏ bán vé số đẹp. Ừ. Tới mời ông mua đúng không? Đúng rồi. Ông không có lo mua, ông lo về. Ông về xong nó móc bẻ bóp vào. Trời ơi. Trời ơi, vậy mày nãy sao không ai nói tao biết hết trơn cái đó vậy? Trời ơi, mày ê, cái gì vậy? Bóp chạy đặt rồi, bán xà bông một cái rồi tao quay. Trời ơi, bây giờ tiền đâu trả? Trả tiền đây. Tiền đâu trả? Tôi không cần biết, trả tiền không? Mất bóp rồi. Trả gì cầm vậy? Khoan, có cách rồi. Cách gì? Bây giờ mày chở tao lại cái địa chỉ thằng kia. Thôi khỏi. Gì? Đưa tiền chứ rồi tính sao? Không có, mày chở tao lại cái địa chỉ kia đi. Rồi tao lấy tiền cháu tao đưa cho. Trời, cháu tao giàu lắm, tao ở nhà lầu 10 tầng, tao lên đi thang máy. Rét nè. Trời, mỗi lần tao đi tao sợ muốn chết luôn rồi đó. Chắc không? Chắc, cháu tao nào có địa chỉ đâu. Tôi nha. Là địa chỉ nè, đó. Đọc đi. Đó, địa chỉ á. Gì mày? Ở đâu ra không có cái này? Bài thơ này ở đâu ra không có? Bài thơ gì? Ở đâu ra có bài thơ đây? Cái địa chỉ mà cháu tao gửi cho tao mà. Địa chỉ cái gì? Đây là bài thơ tôi viết. Gì? Nha, tôi viết tôi gửi cho ba tôi. Hiểu rồi. Thấy người sang bắt hoàng làm họ chứ gì đúng không? Sang gì? Nó nói cháu tao có vẻ là giận phải không? Thấy chữ ký tôi không? Ký đâu? Con ốc. Tôi vẽ con ốc thấy không?
Mày vẽ con ốc gì xấu vậy? Ốc len. Hả? À, mày tên ốc len? Nó đó. Trời ơi, có phải ba mày là ốc bu không? Đúng rồi. Con lá mày là ốc lá. Gia đình dòng họ ốc. Trời ơi. Cái gì vậy? Chú Út nè con. Chú Út nào? Sò Long nè. Trời ơi, Long. Trời ơi, ốc len. Cái gì vậy? Mày hôi quá. Mấy ngày chưa tắm chú ơi. Trời chú. Ở đâu mà đi đây vậy trời? Sao mày tàn tạ dữ vậy nè? Trời ơi, dưới quê hồi đó mày đẹp trai lắm mà. Ba mày cho mày lên đây ăn học sao mà tàn dữ vậy con? Giờ ở gầm cầu không à? Trời ơi, tội nghiệp con tôi quá. Hồi nhỏ tao nuôi mày đó, mày được đẹp vậy đó. Nước da đẹp là nhờ tao nuôi đó. Ủa vậy hả chú? Ừ. Ủa chú nuôi sao còn không nhớ hết trơn, chú kể lại nghe chú. Hồi đó đó, má mày sanh mày ra mất sớm. Má mày sanh ra má mày mất. Ba mày bận đi làm ăn xa. Ba bận làm ăn xa. Chú đó. Trời. Một thân một mình gà thiến nuôi con. Gà thiến. Cái gì vậy? Gà trống. Gà trống là ba mày. Còn tao. Đừng hỏi nữa. Con quên. Biết rồi, bán xà bông đó. Biết rồi, chú đừng có phải lưng gà trống. Ba nổi mày kêu tao cứ dở hoài. Tao đâu có chịu đó. Ừ, sao cái chú? Ai nỡ ăn thịt đồng lò. Ê, ghê quá à. Thịt đồng lò. Trời ơi, gì má, mày bị con bị liễu. Tao tưởng mày dính tao chứ. Không, nhà mình chỉ có một mình chú dính thôi. Ừ, vậy hả? Thôi mày gồng lên tao coi. Ê, quên hỏi nó rồi. Gì chú? Ủa? Ba mày cho mày lên Sài Gòn ăn học. Sao mà chạy không đâu? Là sao? Buồn lắm chú ơi. Buồn gì? Ba mày không gửi tiền cho mày hả? Không phải. Chứ sao? Hồng nhan bạc phận. À, mày hồng nhan bạc phận? Dạ. Khỏi ói chú. Con tự ói hoài à. Con buồn tại vì con vừa đẹp, vừa học giỏi. Bạn bè trong lớp nó ganh tị với con. Bạn bè mà ganh tị với mày? Đúng rồi, con mới buồn nữa chú. Ừ. Con hay buồn lắm. Ừ. Con buồn là con đi nhậu. Đi nhậu? Nhậu xong về con quậy. Mày đi nhậu gì mày quậy? Quậy. Quậy ai? Cô giáo. Ừ. Hay quá vậy ta. Rồi tự nhiên đuổi người ta. Trời đất ơi, cô giáo này kỳ. Mày nhậu, mày quậy mà cô giáo, mà cô giáo đuổi mày. Hả? Cô giáo này bậy quá. Đáng lẽ cô giáo mày kêu công an bắt mày mới đúng chứ. Vậy cháu? Ở chỗ nói chuyện xui xẻo mà. Cho mày lên đây ăn học, rồi mày nhậu, rồi mày quậy, rồi mày cá độ đá banh, rồi mày cờ bạc. Tao nghe ở dưới tao quê tao nghe hết trơn cái nỗi rồi. Ba mày mới kêu tao lên đây bắt mày về nè. Mày ăn mặc vậy đó hả? Mày bụi đời hả? Hả? Lái xe ôm. Xe ôm chứ. Phải đi đàng hoàng. Con nhà danh giá mà. Cho mày có tiền ăn học lên đây rồi mày bụi đời vậy hả? Buồn lắm chú ơi. Tại sao không về quê? Mày để là nuôi tôm nuôi cá để mày làm giàu. Ở đây chạy ôm. Thôi không về đâu. Sao vậy? Trời ơi, về ông già con thấy con cảnh này chứ ông giết con chết. Không có sao đâu. Tao cho mày hai cái tin mừng nè. Cái gì chú? Ba mày con này bệnh hoài à, yếu lắm, đánh lộn lại mày đâu. Có hiểu không? Yếu không? Ba nó bệnh rồi, nó nghe nó mừng quá, nó cười. Mất dạy hả mày? Hồi chú ơi, về ông thấy con vậy, ông giết con chết chú ơi. Tao năng hiểu chưa? Được không chú? Ba mày không có đánh mày đâu. Hiểu không chú? Đi thả đâu? Dạ. Đi thả bến xe. Dạ. Bán cái đồng hồ, mua hai vé xe chú cháu đi về. Chú. Gì? Hai vé em đủ rồi chú. Còn ai nữa? Vợ con nữa. Trời đất ơi trời. Nghèo quá mà mày đặt có vợ sao con? Dạ. Con bị gái dụ. Ừ. Gái dụ mày. Được rồi. Dạ. Nhà mày đâu? Dạ ở dưới gầm cầu á. Ừ. Ở dưới quê tôi ở nhà ngói trên ở gầm cầu. Buồn. Đi. Kêu vợ mày á ra bến xe tôi mua ba vé xe ba chú cháu đi về. Chú. Về. Bảy vé được không chú? Bảy vé mày. Bốn đứa con gái nữa. Trời ơi, mày bốn đứa con. Bốn đứa con. Bây giờ nó ở gầm cầu mà đẻ gì nó đẻ kinh thế. Tại chú không biết đâu. Xe nó cứ chạy qua chạy lại, ngủ không được. Mà ngủ không được là con buồn. À. Mà mỗi lần con buồn là con. Nói tao nói, thôi không có nói nữa nha. Dạ. Mai là nó buồn, nó bốn đứa đó nha. Phải nó vui á, nó 18 đứa. Bây giờ mày dẫn tao lại đồ cầu. Kêu vợ mày gom hết đồ đạc quần áo. Theo tao đi về quê. Khỏi kêu chú. Hả? Tới giờ kìa. Đâu? Em ơi. Vô đây. Ừ, dắt mấy đứa nhỏ vô. Ê, vợ mày đó hả? Vợ con đó. Chết cha này nó chơi đồ cổ coi. Qua đây con, qua đây. Ê, ba. Ừ. Chào ông đi con. Ừ, đó.
Trời ơi, nheo nhóc kìa. Hả, khổ. Trời ơi, cái mặt cái giống ông cố luôn á. Ê, nó thì không có gì. Trời ơi, giống cố luôn đó mà. Bây giờ. Giờ sao chú? Sẵn dịp ở đây nè. Dạ. Bây giờ về hết ra đồ cầu. Dạ. Gom tất cả quần áo lại. Dạ. Bay nên theo tao về, về quê hương yêu dấu. Con xin theo chú về, về quê hương tuyệt vời. Đồng ruộng gió mát căng thanh, chúng ta thì nhau cây cây. Đồng ruộng gió mát căng thanh, chúng ta làm lại cuộc đời. Chú thấy không chú? Chú thấy không chú? Chú thấy không chú? Chú vô mặt mày chú hả? Mất dạy. Mày nói ai chú rồi chó? Chú mà cái nốt nó lên mà thành chú. Thôi, có nói nhiều nữa. Dẫn hoài chiều rồi. Nè, dẫn mấy đứa nhỏ về cầm cầu gom hết đồ đạc rồi theo chú. Đi con, đi con. Đi, đi con. Rồi. Rồi, đi. 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 Chú, chú. Gì? Lên xe con chở. Tao lại. Sao vậy? Xe không có thắng. Ờ, quên. Chỗ tao làm ăn nha, sáng giờ chưa ai mở hàng nha, đi chỗ khác nha. Lá lành đùm lá rách đại ca ơi. Mày tin phòng mày nát luôn không? Tao nói tao chưa mở hàng nha, đang làm ăn à, đi chỗ khác. Giúp đỡ cho em út đi đại ca. Tao nói mày đi không? Giúp đỡ cái gì? Bây giờ mày đi chỗ khác cho tao làm ăn được không? Giúp đỡ em đi đại ca. Tao cho mày lên phường liền. Đi. Làm gì? Tao nói mày lên phường, tức tội rồi. Năm ngàn. Hát gì? Trời ơi, tôi hát hay lắm á nhà nội. Mày hát hay? Ừ. Mày đi mày đâu đi, chỗ này tao ai kêu mày hát. Mày có tiền thì mày đưa đây, không có tiền đi. Không tiền gì mấy nhũ hát. Đi. Giỡn à.
người đâu tan vỡ tình đôi nữa, mất em rồi anh sống sao. Mày trọng ơi là Ngọc Lóc xin kính chào sư phụ. Mày chào gì, tao đuổi mày nhiều lần rồi sao tao mày có giác mặt ở đây mày bán nữa. Trời ơi trời, bán đâu bán, mày bán mà lên kiếm lòng đường nha. Ơi nói cho đàng hoàng nha. Sao khi nào mà em á chạy ra đường á em bán á thì nói em mà lấn chiếm đúng không? Ừ. Trời ơi, tao treo trên người làm sạch di động tao đi tới đi lui tới lui làm gì lấn chiếm. Ê, ê, mày lấn chiếm nào đường mày chứ lấn chiếm con chỗ à, mày đeo cái này mày đi tới đi lui mày lấn chiếm nhiều chỗ nha, mày tới chỗ này mày lấn, mày tới chỗ kia mày lấn nha. Bây giờ có tiền tao cho bán, không có tiền đi về. Trời đi lên vậy thường tao nhiên sao tao không về thường đâu. Trời ơi, thôi đưa tiền đi. Trời ơi, sáng giờ tôi bán được đâu rồi, tôi tiền đâu rồi được. Không có tiền đi về mày, đi, đi về. Đi khó khăn vậy hả? Ừ, có tiền không? Tiền không làm dữ vậy hả? Nhiêu? 50 ngàn. 50 thôi mà làm như ghê không? Trời ơi nè. Vậy thôi mới cho bán chứ. Ừ. Để mày giỡn mặt của mày có 5 ngàn mày. 5 ngàn là mai phước lắm rồi đó. Chừa lại bán không được đi về xe đâu ông nội. Bây giờ ông lấy rồi con đi bộ thấy hả? Rồi đi bộ đi. Kệ 5 ngàn chơi 5 ngàn. Ăn đi, giọng đi, ăn giọng cho hết 5 ngàn đó đi. Gia đình mày thấy là ông gặp tai nạn. Ê mày nói gì mày? Thôi thôi làm báo dễ. Đại ca, đây làm ăn được không? Dạ. Chỗ này trống tôi chạy tôi bán được không? Làm ăn bây giờ khó khăn quá anh ơi. Chỗ nào trống cái mình vừa chạy tới mới lòng được, thổi rét 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 rét. Vừa chạy tới mới lòng được, thổi rét 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 làm ăn hoài không được vậy chứ mưa gió mà nó tới nữa sao rồi? Mày chạy với tao hả? Mày ghe lại đây mày. Mày quay mặt. Quay mặt lại. Không chịu đâu. Cái mặt em xấu lắm. Mày xấu mà tao muốn nhìn mày. Quay lại. Má ơi. Hộp bút chì màu lưu động. Ê. Mày phối đồ kiểu gì vậy? Dạ. Ăn mặc về chứ đúng đồ giao thông. Làm sao? Cái đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ra đường nó tưởng cột đèn. Xe nó không có đụng. Mày biết luật giao thông quá ha. Dạ. Nhưng mà mày biết tội mày chưa? Dạ em tội gì à? Tội thứ nhất là tội lấn chiếm lòng lề đường. Trời ơi, nói vậy là quan cho em quá trời ơi. Em nãy giờ em chạy quá trời có lấn ai đâu rồi nọ. Anh nói vậy thôi. Mày làm gì như gà lôi vậy mày? Tao hỏi thì mày trả lời nha. Còn cái tội thứ hai của mày là cái tội buôn gian bán lận. Trời ơi, nói vậy quan cho em nữa. Em có bán cái gì đâu rồi, buôn gian bán lận. Hôm sáng giờ có bán được cái gì đâu. Trời ơi, trời ơi. Tao nói mày không mua gian bán lận chứ hồi nãy ngoài chợ mà chạy tắm ni lông mà làm gì? Dạ em chạy tắm ni lông. Chạy tắm ni lông mày làm cái gì? Làm cái gì? Dạ ai bán gì em mua. Mày hết chối mày rồi ha, mày giấu đầu mày lò đuôi ha. Ai bán cái gì mày mua phải không? Dạ mày chắc không? Dạ trời ơi cái mặt có gua hồn quá trời ơi. Tao nói mày chắc chưa? Dạ chắc. Mày thiệt không? Dạ thiệt. Tao có đôi giày tao bán mày mua không? Dạ mua. Ê, chơi mất dạy hả mày? Mày buôn bán mày làm tao hết hụt với chạy đây gần chết thấy không? Tao phải làm vậy á, mày mới sợ mày mới mua dạy của tao. Sợ gì? Buôn bán nó đại buôn bán đi. Mày đặt thủ rét rét được tao chạy gần chết luôn mà hết nãy giờ rồi đi buôn bán. Bây giờ tao hỏi tao bán mày mua không? Dân là bán buôn bán tao phải mua. Ừ. Nhưng một lần thì thôi nha mày. Mai mốt không có gì nữa mày. Dạy gì đây? Về cu xì. Cái này cũ xì chứ cu xì. Dạ hiểu nha. Hiểu gì? Hiểu này dài này dài này hiểu cu xì. Dài này người ta gọi là dài tình nhân. Tình nhân? Dài tình nhân là dài gì? Dài tình nhân là ngày lễ tình nhân á, người nam tặng cho người nữ tặng cho người nam. Đó là tình nhân. Dài này bán bao nhiêu đây? Mới gặp nhau lần đầu. À. Nói một cái giá, mày khỏi trả luôn cũng được nữa. Bao nhiêu? 2 triệu. Thì bán gia đình mày đi. Ê mày giỡn mặt mày. Tao bán là mày phải mua nghe. Tôi về cũ xì về bán 2 triệu. Nói giá là quyền của tao. Trả giá là quyền của mày. Nói là quyền của mày. Ừ. Trả giá là quyền của tao. Ừ. Ê. Gì? Hồi nãy nói đôi dài này mày bán bao nhiêu? 2 triệu. 50 ngàn. Mày nói bao nhiêu? 50 ngàn. Lấy đi.
Trời ơi, buôn dính rồi ông nội ơi. Biết vậy nãy trả nó 20 thôi. 20 cũng dính đó mày. Sao vậy? Già này tao đâu có vốn đâu. Ủa đại ca, dài mà không có vốn. Tao xài vốn tự có không. Ủa làm sao? Để tao kể cho mày nghe, mày học hỏi nè. Dạ em mới ra nghề buôn bán á đại ca, chỉ giùm em cái coi. Mày cứ vô rạp chiếu phim. Dạ. Mày canh giờ giải lao mà vượt cái cặp nào mà vừa đi ra đó, mày xin cái vé người ta mà đi vô. Đó, mày đâu có tốn tiền. Ủa vậy cũng được đó hả? Đó, mày vô rạp chiếu phim mày canh cái cặp nào mà ngồi đằng trước á. Ờ. Mày ngồi đằng sau cho tao. Móc túi. Hả? Móc túi ở tù. Đây là cái chiêu của tao, ngồi đằng sau. À. Ngồi đằng sau một chút nữa cái thằng nam nó dở cái giò nó lên. Đi dở cái giò nó lên. Tao dài nó nằm ở dưới. Tao lấy cái cù móc ra, tao làm một cái kịch, tao kéo lại. Một chiếc. Đại ca hay quá. Một chiếc. Chút nữa con nhỏ dở cái giò nó lên. Ừ. Tao thọ cùng quéo ra móc lại một cái kịch, tao kéo lại. Hai chiếc. Chút hai đứa nó dở giò lên hết. Ừ. Tao thò cái móc ra, tao móc cái kịch, tao kéo lại nguyên cái cọng. Em bị giỡn mặt mày trù mày. Cái cọng cái gì? Mày trước sau cũng bị cọng thôi. Kệ tao. Làm ăn cái gì là làm ăn phi pháp, là ăn trộm giặc. Bởi vậy tao mới bán rẻ cho mày. Giá nào cũng dính hết đó. Bây giờ mày trả giá rồi nha, mày phải mua giày của tao nha. Lỡ trả giá không mua sao? Sáng gặp có đồ gì đâu không à. Từ từ mày. Từ từ mày. Sáng này là bị lường gạt rồi, bởi muốn bán hiền từ quá không được vậy trơn á. Thôi lại 25 ngàn đi. Ê mày giỡn mặt tao hả? Gì? Hồi nãy mày nói 50 ngàn nha. Mày đưa 50 là đủ rồi, sao thôi lại 25? 50 ngàn một đôi, còn cái này một chiếc 25 ngàn chắc còn gì nữa. Từ từ tao đưa một chiếc nữa. Mua bán là phải uy tín mày. Nó một đôi thì phải một đôi. Mấy thằng này lường gạt dữ lắm. Trời ơi, không có trên cơ đó là chết liền. Bụi ra ngoài mày tưởng tao buôn bán là ăn liền từ hả? Tao liếc sơ là tao biết mày cái là có loại giờ là bạch. Trời ơi. Chiếc trắng, chiếc đen. Ê, bán kiểu này bán cho bà nội nè, bán cho ai vậy? Ê, nãy tao nói cái gì? Chiếc nam, chiếc nữ. Hồi nãy tao nói mày dài này dài gì? Dài tình nhân. Thì dài tình nhân phải một nam, một nữ mới là tình nhân chứ. Trời má ơi. Mày trả giá rồi, bây giờ mày phải lấy. Trời ơi, tôi bị gạt nữa, trời ơi. Làm ăn mua bán mà, gạt nhau là thương thôi. Ê. Cái gì? Mày buôn bán cái kiểu này làm sao mày làm giàu được mày? Kệ tao. Mày dạy đời làm cái gì? Kệ tao, tao có 50 rồi tao khỏe rồi. Nghĩa là bán không có vốn cũng có 50 là khỏe. Chứ sao? Còn non lắm. Sao non? Tao mua bỏ ra 50 tao mua đôi giày này mà tao bán tới 500. Ai khùng mua đôi giày mày 500? Trời ơi! Mày khùng vừa thôi. Ê, tao có đôi giày giống mày nè. Người dân... Má ơi! Ở đâu mày có đồ này vậy? Thì mày vô mày móc người ta một chiếc. Không lẽ còn chiếc ra đường tao mang người ta đi vậy hay sao? Rồi sao? Người ta dục tao lụm. Mày siêu phụ tao luôn rồi. Bây giờ hai đâu đi 500. Giờ bán lại cho tao đi. Ê, làm ăn như mày còn nhỏ lắm. Để sư phụ dạy cho con. Mày có cái cách nào làm mua bán mày chỉ tao với. Tao bán một là cái trăm không? Một lần trăm luôn. Ê, chỉ tao. Chuyên gia đồ cổ. Chuyên gia đồ cổ. Làm gì đó. Trời đất ơi, đồ cổ là cái đồ quốc cánh. Mày xung quanh nó có hình sự giớt tao sao? Mày chia lại cho tao đồ cổ đi. Chia? Mày có giống không chia? Mày đừng khi dễ nha. Mặc đồ sida chứ đại gia nhà đất nha. Tiền bạc là ở nhà cả đống á. Có không? Có. Vậy là mày hỏi đúng chỗ rồi. Sao? Tao nói thiệt với mày á nha. Ừ. Tao bán đồ cổ đó. Mày sao? Có gia phả hẳn hoi. Mày có gia phả luôn hả? Vua chứng nhận luôn. Đâu? Đó, thấy chưa? Ủa, tiếng gì vậy? Chữ nôm. Chữ nôm? Hồi đó vua xài chữ nôm. Đúng rồi. Ờ, mà vua nói gì vậy? Không biết đọc hả? Tao đâu biết, sao chữ nôm, sao tao biết? Nghe nè. Nghe. Quần xóa bó tí xì mã trên trông ngồi chân tặng trộn gì cậu. Hiểu không? Không. Giờ mặt mày ngu quá sao mày hiểu được? Mày hiểu không? Không. Mày không hiểu sao mày đọc? Nhưng mà tao biết gia đình tao nói cái gì trong này. Nó nói gì? Gia đình ông bà tao để lại cái gia phả nói rằng tao là con cháu của ba đời của vua Bảo Đại. Ủa vậy mày bảo gì? Bảo chung. Còn hay vậy ta. Chữ nôm mà nó cũng dịch được ta. Hay lắm. Ê mày bán đồ cổ, bán đồ gì? Mày chia lại cho tao một mớ coi.
Muốn không? Muốn. Trước tiên ta chưa chia đâu. Sao? Ta cho mày coi đi, mở rộng tầm mắt. Cho nó coi. Bây giờ trước tiên là muốn coi đồ cổ nội hay đồ cổ ngoại? Đồ ngoại đi. Đồ ngoại nó bán có giá hơn. Đồ ngoại phải không? Đồ ngoại. Cho mày mở rộng tầm mắt luôn nha. Ừ. Đây. Đồ cổ ngoại. Tan 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 tan. Ủa này áo túi bà già mày? Áo túi bà già. Sao mày nói đồ ngoại? Ngoại tao. Cái áo được mua bà ngoại tao. Trời ơi, bà giặt tao canh ba bao bữa tao mới lấy được hả mày? Nè, bà năm nay bà gần 100 tuổi rồi. Cái áo này bà mai hầu 18 tuổi, phải gần 80 năm thôi mày. Hay, đồ cổ ngoại. Đó. Mày giải thích hay. Ừ. Tao mua. Mày mua? Ừ. Biết làm ăn. Nhưng mà làm ăn bà lanh lẹ tao mới thích. Tính tao vậy á. Ừ. Nhưng mà bây giờ ngoại thiệt đi, đừng có ngoại mày nữa. À, ý coi đồ ngoại quốc. Ờ, ngoại quốc thiệt đi, bán có giá hơn. Đồ cổ ngoại quốc phải không? Ừ. Hồi đó giờ mày thấy lông bào của vua chưa? Lông bào của vua mà mày cũng có nữa. Người ta không có, tao có. Hay quá, cho tao coi với. Mà không phải vua Việt Nam. Vua gì? Vua Pháp. Vua Pháp. Napoleon. Napoleon. Lông bào của Pháp mà nó cũng có nữa. Đây. Tao coi. Lông bào vua Pháp. Lông bào vua Pháp. Này mặc vô lòi lông nách luôn á. Này áo thun ba lỗ kìa mày. Kẻo thun ba lỗ. Sao mày nói là ngoài của vua? Mày thấy cái mạc phăng không? Thì đúng rồi, ở mạc phăng. Phăng là sao? Thì Pháp. Tao hỏi mày cái ghế vua ngồi tao gọi là gì? Lông ngay. Cái giường của vua nằm. Lông sàn. Cái áo vua mặc. Thì lông bào. Lông bào của vua. Sao ba lỗ? Đồ tắm biển của ổng đó mày. Trời, đồ tắm biển của vua mà mày cũng có nữa. Có chứ. Mày giải thích hay. Tao mua. Mày mua luôn? Mua. Còn gì nữa không? Làm ăn có lý quá. Thôi giờ đồ ngoại tao sợ lắm rồi. Hả? Tao sợ đồ ngoại lắm rồi. Bây giờ mày có đồ nội không? Đồ cổ nội á. Đồ cổ nội có chứ. Cho tao coi. Khoảng cả chừng 120 năm trở lên mày coi không? Cái gì vậy mới là đồ cổ. Ngu quá. Đồ cổ nội phải không? Ờ, đồ cổ nội. Nè. Đồ. Này quần yếm quần nít mà mày. Quần yếm nít. Sao mà nói là đồ cổ nội? Ông nội tao. Hả? Ông nội tao mới đẻ mặt mà. Bây giờ ông nội tao chết rồi. 140 tuổi phải là 140 năm không mày? Tao cho mày biết nha, ba đời rồi đó nghe mày. Ba đời để lại cho ba tao để lại cho tao. Nè, tao nói thiệt cho mày, Đàm Vĩnh Hưng mua cái quần người tao mang đó. Nó khoái cái chỗ này nè, đó, cái ông đó vậy đó, mặt ngủ á. Đồ cổ nội mày giải thích hay. Ừ, để hả? Tao mua. Chết giang này nó. Mày còn cái gì nữa không? Mày nó có tiền không mà mua hoài trời. Tao mua hết. Chóng mặt rồi. Tao mua hết. Ê gì? Còn món này nè. Món gì? Bảo tàng không có, tao có. Bảo tàng không có, mày có. Là cái gì? Mày có coi phim Thiếu Lâm Tự không? Tao coi rồi. Cái món này nó nằm trong tàng kinh cát. Tàng kinh cát mà mày cũng có nữa. Chứ sao? Cho tao coi. Mà không ai vô tàng kinh cát lấy được. Đúng rồi, phải trong Thiếu Lâm mới vô được. Không. Ngoại trừ một người. Ai? Tao không biết. Tao nghe nói lại vậy thôi. Mày cho tao coi tàng kinh cát đồ cổ nó đi. Món này gọi là vật trấn Thiếu Lâm Tự. Hả? Vật trấn Thiếu Lâm Tự mày cũng có nữa. Có chứ. Cho tao coi. Đấy. Tao hồi hộp quá. Này như lưỡi lam mày. Thì lưỡi lam đó. Sao mày nói vật trấn Thiếu Lâm Tự? Ê, tao hỏi mày trước khi vô chùa tu người ta làm gì? Cạo đầu. Cạo đầu bằng cái gì? Lưỡi lam. Trời ơi. Ai mà lưỡi lam sao bự hả? Ở hồi xưa là lưỡi lam bự lắm, tại trong chùa đông người mà. Sao? Mấy ông thầy chùa đó, mấy ông thầy chùa mà ngồi xếp hàng rồi đó. Cái lấy cái này làm cái rộn, cái xong cái đầu, rộn cái xong cái đầu. Làm vậy mới lẹ được, hiểu không? Mày giải thích hay. Tao mua. Mày mua luôn? Ừ. Trời ơi, hên quá, bữa nay hên quá vậy. Chẳng những tao mua mà tao còn tịch thu hết đồ của mày nữa. Trời ơi. Mày giỡn mặt với tao hả? Anh gạt em lấy đồ em. Như vậy tao mới bắt quả tang mày được. Bây giờ trong người mày còn cái gì? Mày mang ra hết đây cho tao. Dạ. Tao tuyên bố tao tịch thu. Giờ còn một thứ. Thứ gì? Đồ quý. Đồ quý tao mới lấy. Trời ơi, anh ơi, tha cho em đi. Đâu phải đồ quý bình thường mà đồ quý của vợ em. Của vợ mày tao càng phải lấy nữa. Đừng lấy ra ngoài kỳ lắm. Tao nói đưa đây. Đừng ăn mặt. Tao nói đưa đây. Mày đưa đây. Mày giỡn mặt hả? Mày...
Mày biết tao canh mày lâu không mày? Hả? Ừ. Mày biết tội mày chưa? Ừ. Nói đây. Cái này đút vô họng sao mày nói được? Vâng. Nói. Đừng bắt em. Cái băng đỏ là đâu mày có, nói này. Dạ, em cổ động viên đá banh, em lấy em đeo em nhát ta thôi. Cổ động viên bóng đá mà lấy cái băng đỏ vô vòng ngoài chợ để hù dọa người ta. Em khổ quá, em kiếm sống mà. Biết tội chứ mày? Dạ, em biết, em biết rồi. Đại diện thành phố. Vậy đừng nghe. Đại diện quận. Đừng quỳ xuống. Vậy đừng anh. Đại diện bà con. Đừng sửa tội mày. Ta chết rồi. Chưa chết đâu, mày ba ngày sau trúng gió mày chết. Sao trúng gió? Ê, xuống nước. Ê, đừng lại. Đừng lại đây. Đừng lại. Đừng lại. Làm bao nhiêu là mệt rồi. Ngày nào em tuổi 15, em hay nghe tôi ngồi đánh đàn. Ngày nào rồi hồi sưng, thêm con mẹ hồi sưng nữa. Ông già tiên về. Ờ, đổi nón hợp với màu áo tôi quá à. À, quen rồi, nhỏ lớn đổi cái nón này hoài à. Cha già tiên. Gì? Cho ngồi ké cái ghế chút xíu coi. Thì nơi công cộng mà, ngồi đi ai cấm. Cảm ơn. Ê, ba nghe. Hả? Ngồi thì không có sát vô tôi nghe. Nam nữ thọ thọ bất thân á nghe. Trời đất ơi, làm cái gì mà cũng như là tôi ăn thịt ăn cá gì mấy người vậy? Ngồi đi, lại nhảy hoài trời, ở chỗ tao tập thể thao. Lớn tuổi rồi cũng mắc nó. Nó khó chịu quá. Nắng quá nắng. Ngồi chưa? Ngồi rồi. Sao sát dữ vậy? Nãy ngồi có khoảng cách ông xây qua mới sát đó. Đó, xây qua lại đi. Tại vì ông bà người ta nói nam nữ thọ thọ bất thân, trai với gái đó thì không được gần mà. Gần gì mà gần, ông đừng nói ông ngồi gần tôi rồi máu ông chạy rần rần nha. Xin lỗi ông anh à, máu trong người tôi không thua ông anh đâu. Máu của tôi cũng đang sôi sùng sục ở đây nè. Máu sôi sùng sục là không có bị phỏng hả? Phỏng cái gì, ý nói là cũng còn rần rần lắm. Còn ông anh nóng hay lạnh? Lạnh ngắt. Lạnh phải không? Ngồi xích vô đây tôi hâm lại cho nó ấm. Vậy không? Thôi đi ra, người ta đã có lòng tốt cho ngồi kế bên rồi hà. Mà cười có cái giọng mà ai mà dám cho ngồi gần à. Tay nhỏ lớn cười dễ quen rồi. Hả? Nhà ở gần đây không? Hả? Ủa nãy giờ tôi nói bà không nghe hả? Trời ơi làm ơn nói lớn lên giùm tôi, nói cái gì mà nhỏ xíu ai nghe. Bà đeo cái này làm sao bà nghe được? Trời ơi. Ha quên từ nó một hồi nãy giờ nói gì bà cũng không nghe hết trơn á. Nghe mà nhỏ lắm, tôi tưởng đâu ông bị yếu. Lớn tuổi rồi mặc đồ cũng mấy quá. Ê, thôi nha, thôi nha. Tôi có cây dù phòng thủ á nha. Không có rờ lãng quạng nghe chưa. Hồi nãy giờ thấy mặt nhìn không có rõ. Sao? Cho nhìn rõ giúp được không? Thì nhìn đi, có ai cấm cản gì. Tướng ốm ốm này sao giống một người quá vậy trời. Nói nghe nè, giờ tôi cũng hỏi thăm. Nghe nè, gì? Hỏi ra gì? Lâu chưa? Ra bảy mấy năm rồi. Hả? Ra lâu dữ vậy?
Thì má tôi đẻ tôi ra bảy mấy năm. Bị bà cha già. Ý hỏi là ra đây lâu chưa? Trời ơi, vậy mà hỏi ra đây thì hỏi ra đây, hỏi ra lâu chưa? Mới ra nãy giờ những tiếng đồng hồ. Mới ra chắc không có gặp đâu ha. Gặp gì? Gặp người quen. Ủa, hồi lúc này còn đi hát không? Hát gì? Ủa, thấy giống người không phải hay sao? Ai? Hồ Ngọc Hà. Đâu ra Hồ Ngọc Hà nào cha? Thấy cái tướng giống Hồ Ngọc Hà quá vậy? Trời ơi, vậy hả? Tôi mê nhỏ lắm mà. Không có. Tôi á, cái nón giống Hồ Ngọc Hà thôi. Tôi Lâm Tâm Như. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Gì vậy? Không lẽ mấy chục năm gặp lại sao trời? Ai nói Lâm Tâm Như. Có nhớ tụi không? Trời ơi. Nhớ không? Nhìn kỹ đi, là đi kiếm theo coi. Đưa đây. Nhìn kỹ mặt coi. Thấy không? Ngủ AK nè. Vậy? Đeo cũng như không vậy? Không phải đeo hù người ta thôi. Trời ơi, cha già. Hèn gì sao đeo vô cũng như không à. Ngủ AK nè, nhớ không? Ngủ AK. Lâm Tâm Như. Trời ơi. Hỏi gì vậy? Về quá à. Đâu đâu về đâu. Trời ơi, ôm người ta gì đâu mà cứ ỉnh vô à. Tại mừng quá ôm vậy mà. Ôm vậy mới tình cảm. Thôi đi. Trời ơi. Ngồi xuống coi sao lâu quá không có gặp vậy. Kể từ ngày đấy tới giờ Lâm Tâm Như. Thôi. Lợi dụng cơ hội không? Không phải. Nói nghe nè. Gì? Nhớ hồi xưa ngủ AK cao 1m8. Thân hình giảm dở lắm mà tệ sao bây giờ ra nông nổi này. Làm như càng lớn càng thung. Người ta càng ngày càng lớn, tôi càng lớn càng thung. Tội nghiệp ngủ AK quá. Bây giờ cũng vẫn ốm như xưa. Thân hình mảnh mai như xưa. Dự phọt hay lắm. Ừ. Ngủ AK ơi. Sao? Lâu quá không lúc này gặp. Khỏe không? Thì lúc khỏe lúc không à. Lúc mà khỏe thì bán sữa à. Lúc không thì nghỉ. Không, bậy bạ. Sữa đâu bán? Bậy bạ, tôi nói sữa là sữa đậu nành. Chứ tôi là điện nước cúp hết rồi à. Chứ vậy mà sữa đâu bán nữa? Ngủ AK. Cái gì? Khỏe không? Lúc lên lúc xuống. Đúng rồi. Bảy mấy tuổi rồi, lên hoài chịu gì nổi. Mày đi. Hả? Trời ơi, tôi nói lên là lên máu đó bà. Thì tôi nói lên máu chứ tôi nói cái gì? Thì lên máu. Nghỉ bậy bạ nè, nghỉ bậy bạ nè, đúng không? Không phải. Thôi mệt lắm, lúc lên lúc xuống hoài chịu không nổi. Ngày nào cũng đo hết á. Gặp nhau vậy là mừng lắm rồi. Bởi vậy. Nhớ không ngày xưa chuyện tình của chúng mình. Nhưng tôi giận lắm. Ôi giận sao cười. Tôi cười hồi nào tôi khóc đó. Khóc giống cười quá hả? Tôi khóc. Tôi giận mấy người lắm. Tại sao ngày xưa mấy người bỏ tôi mà ra đi? Cái đó mày rồi, mày rồi. Nhớ kỹ đi. Hả? Hồi đó đó là bà đó bà bỏ tôi. Bà lấy chồng giàu có, bây giờ bà đổ thừa tôi sao được? Ủa có không? Có, bà suy nghĩ kỹ đi, bà già bà lẫn rồi. Ủa sao ta không nhớ gì vậy ta? Nhớ rồi. Có. Phải thông cảm cho tôi. Tại vì ba mẹ tôi ép giả tôi mà. Cho nên tôi đâu có cãi được. Nhưng mà tôi cũng giận lắm. Tôi giận hoài á. Tại sao biết Lưu Ly lấy chồng ngày đó tôi đám cưới mà không có tới để mà cướp cô dâu. Tới bữa cướp cô dâu hả? Ừ. Má ơi, làm như phim ca bầu vậy. Làm như ngày xưa. Xin lỗi tôi thằng Trăng Dịch. Cởi dịch cướp cô dâu chứ tiền đâu mua ngựa. Trời ơi, nhưng mà tôi kệ đi, chuyện cũ bỏ đi. Chuyện cũ qua rồi bỏ, bây giờ mình tính cái chuyện mới nè. Chuyện mới là chuyện gì? Ông thiếu tôi một món nợ đúng không? Ủa, tôi đâu có thiếu nợ gì bà đâu. Có đó, nhớ kỹ lại đi, ông thiếu tôi một món nợ đó nha. Nợ gì? Ông mà không nói ra được cái món nợ gì, tôi giận ông luôn, không thèm nói chuyện với ông á. Dạ, tôi nhớ tôi đâu có thiếu nợ gì đâu bà đâu. Bà tính kỹ đi.
Cái gì vậy? Tại sao ông lại nỡ lòng nào ông quên cái đêm đó? Hả? Ông đã cướp đi cái quý giá nhất của cuộc đời tôi. Ê, cái đó bậy. Trời ơi, tới giờ tôi còn tinh tiết hả bà? Bà đừng nói bậy nghe. Cái đó là thằng nào cướp bà đó thưa tôi nghe. Ông, chính ông. Gì? Chính ông là người đã cướp. Ông nhớ hôm đêm đó mưa gió bão bùng, sấm chớp dữ dội. Trời ơi, chính cái đêm hôm đó ông đã lấy đi. Lấy cái gì? Chiếc nhẫn 12 ly của tôi. Rồi má ơi, má lẫn nữa rồi. Trời ơi, chiếc nhẫn có 1/1 của bà nó 12 ly. Ủa, nhớ còn... 12 ly mà. Đây là tôi còn giữ nè, bằng chứng nè bà. Đâu? Chiếc nhẫn đó tôi mua ra là để tôi tặng bà. Có 1/1 của bà nó 12 ly, bà nổ quá luôn à. Thì ăn gian không được, thôi bỏ. Bây giờ đó tôi giữ đó suốt mấy chục năm nay mà tôi không có trao cho ai hết. Tôi giữ gìn tinh tiết tới bây giờ. Bây giờ gặp bà đấy, tôi trả lại cho bà. Tôi đeo cho bà, nghe không? Thôi đeo ngón này nha. Trời ơi, bậy bạ quá. Đưa cái ngón gì mà chóng mặt quá trời quá đất. Thì buồn vui xui tình bạn. Tôi ông bao nhiêu năm nay bị xa cách là xui rồi. Thôi đeo ngón này đi. Bỏ ngón này xuống đi. Người ta đeo ngón tình thế nè. Vậy hả? Ngón tình mới đẹp đó. Đeo. Trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà đeo nhẫn không sợ cướp hả? Trời ơi. Cướp ơi, cướp ông ơi. Cái gì la âm sầm vậy? Hả? Hả? Cướp hả? Cướp hả? Đừng sợ. Có huynh đây đừng sợ gì hết. Có ngủ A Ca đây. Mày vô là mày chết ta là. Cái gì vậy? Làm cái gì? Cái này được á. Thôi chết rồi, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái này là cắt cổ. Ôi, không sợ. Con dao nhỏ xíu. Không sợ. Nhỏ phải không? Đứng yên đó. Chờ tôi chút xíu. Ôi, thằng ăn cướp này đó, nó thiếu phân tắc, không sợ nó. Nó là Đứng yên đó. Đứng yên đó, chơi con này nhỏ phải không? Đây, có con này. Được chưa? Trời ơi, dư bạo. Dư hả? Cái gì? Dư bạo là cái gì? Dao bự. Cái này mà bự cái gì đâu, chưa có bự đâu. Đây mới bự nè. Cái này là chặt chân nha. Hai cái chặt vô là làm xua. Trời ơi, tôi rồi. Ông ơi, anh Hùng ơi, cứu mỹ nhân, anh Hùng ơi. Anh Hùng đâu? Ủa? Kêu anh Hùng hả? Ủa, gì vậy vậy? Sao mỹ nhân gặp nạn, anh Hùng đi đâu mất rồi? Anh Hùng. Thôi đừng la nữa, bây giờ tính sao? Ê, tao nhịn mày từ nãy giờ rồi nha mày. Bây giờ mày muốn sao hả? Mày thấy tao già cả, mày ăn hiếp tao phải không? Vô mày. Mày muốn sao? Tao chơi đánh bốc với mày luôn nè. Mày muốn sao? Muốn sao? Hả? Mày hả? Mà mày đưa cái mày múa tùm lum cái vậy? Tôi có nói gì được đâu. Mới móc dao ra quảng cáo. Rồi bảo bánh rồi. Bánh gì mày mày nói quảng cáo chứ? Thôi, mình sai rồi. Thôi nên xin lỗi con. Xin mày đừng khóc, mày khóc mặt mày già còn hơn tao với ổng nữa. Đừng khóc. Mày nói mặt nó hát quá. Tôi bán dao mà nắng không.
Tướng học sinh mà sao mặt mày phụ huynh quá vậy? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Bán không được còn bị quýnh nữa. Xin lỗi. Đứng lên con, đứng lên nói chuyện với ông Quỳ Di, đứng lên. Đứng nè. Đứng hả Quỳ? Đứng. Trời ơi, ta đứng rồi đó cha già. Đứng cũng giống Quỳ quá à ta. Thôi, đi bán đi, không có mua nha. Xin lỗi nha. Vậy chắc chắc bây giờ con đổi cái kiểu khác quá, chứ không có quảng cáo cửa này chắc bị quýnh đúng á. Trời ơi, bán dao thì nó bán dao, đừng có lợi gặp người ta, đừng có múa chát 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 nữa, chết nha con. Không biết rồi. Đi đi. Ai mua dao, ai mua dao, mua dao. Nó cà tiếng giống bà đó quá ha. Trời ơi, tôi sợ quá ông ơi. Thôi tôi luyện công rồi, nãy giờ đã tôi tính đánh nó cho nó chạy. Tôi leo lên cây tôi luyện công, tính tung trưởng mà bà làm trước rồi. Thôi nín đi. Tôi không ngờ cái mặt ông hèn hạ như vậy. Thấy chuyện ra một cái là trốn mất biệt hà. Trốn đâu mà trốn. Trời ơi, cái nghề võ tôi thôi đánh từ xa. Tôi đánh ở trên phi thân xuống không à. Bây giờ không còn ai hết. Ông trao nhận lại cho tôi đi. Trao nhận không? Nè. Trời ơi, có đưa cái này hoài. Hồi nãy là thằng bán dao tưởng ăn cướp nó xui gần chết luôn à. Đưa nữa là ăn cướp nó tới nó giết á. Đưa con Thành đi. Rồi. Đó. Giữa thanh thiên bạch nhật trao nhận bọn sợn cướp hả? Thằng nó giỡn hoài vậy trời. Sao mà nó bán dao nó cứ giỡn hoài vậy? Bán dao cái gì? Lùng, mày đi đi nghe lùng. Ủa chứ cha sao này nó cao chứ vậy? Ê sao đây nhiều người bán dao quá vậy mày? Ở đây hình như nguyên cái tập đoàn nó bán dao quá không ơi. Thôi đừng có giỡn con, để cho chỗ người lớn người ta về ta trao giỡn. Không dạ. Cái gì vậy? Đau đau, ơi ai đau? Làm cái gì vậy? Buông ông ra không đau kìa. Sao mày? Biết tôi là ai không? Bán dao. Ê cái thằng quỷ này, hồi nãy có thằng em mày tới đây bán, tao đuổi nó đi, tao quýnh nó một trận rồi nha. Mày đừng có vậy tao quýnh mày luôn nha. Tao mệt rồi quá. Ê mày nói mày đừng có chắn vô đau đau đau. Cắt sổ đâu ha. Biết tôi là ai không? Thì mày bán da. Mệt quá. Cái mày là gì? Xin thông báo cho hai ông bà già được biết. Thôi. Thằng cướp. Giỡn hoài em quỷ nó giỡn không ơi. Cướp gì? Chưa bán ngày bán mặt mày. Giỡn hả mày? Mày giỡn? Mày giỡn? Giỡn mặt hả bà già? Tôi chưa thấy một cái cặp già nào mà mặc đồ tin mà xấu như vậy à. Qua đây, già. Qua đây. Chị qua đây. Làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu. Đưa chiếc nhẫn đây. Nhẫn tiền. Đào lên. Nhẫn tiền của bên này mà. Dạ làm gì vậy? Nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi. Nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi. Dạ qua đây, qua đây. Qua đi, mày biểu nuốt. Dạ. Mày hả? Thôi ra. Nuốt rồi làm sao mãi được. Bà bôi không? Đợi, đợi cho thời gian nó mới lấy ra được nha. Tôi mệt bà quá rồi nha. Giờ bà môi ra chưa? Cái không được thiệt mà. Không được không? Trừ khi nào? Đâu có lấy ra được đâu. Dạ. Giỡn mặt hả? Thiệt, thiệt. Bà giỡn mặt phải không? Không thiệt. Thôi 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 đừng đâm, đừng đâm, chưa nuốt. Trời ơi. Biểu nuốt đi, không chịu nuốt. Nuốt rồi đâm tôi sao ông? Tao làm cái gì tay rung dữ vậy? Đâu có rung đâu, tại gân nó giật thôi. Trời đất. Bà giỡn mặt với tôi hả? Bà gạt tôi hả? Ông già qua đây. Kêu xong mày. Qua đi, qua đi. Qua đây. Mày đừng đứng gần tao nha. Tao là có vỏ đó nha. Có vỏ là sao? Mày không có đứng gần tao được. Giờ tôi đứng gần không nè. Giờ nghe tôi hỏi nè. Cái mỏ nhọn tự nhiên hay là chỉnh sửa à? Nhỏ lớn là không có chỉnh sửa, tự nhiên đó, đẹp tự nhiên vậy đó. Chứ mệt đâu quá. Hỏi hỏi. Làm dữ lên, làm dữ lên. Mày làm cái gì vậy? Hả? Hồi nãy là tao nhịn mày nhiều cái mày. Mày biết tao là ai không? Ông là ai? Cái tay làm như lên máu. Thôi thôi thôi, đừng 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 đừng. Bình tĩnh lại, bình tĩnh không lại. Ai à? Làm dữ lên. Trời ơi trời. Nói nó không được cướp bạn gái của ông, mày hiểu chưa? Mày đừng có cướp bạn gái tao ra. Mày đừng có lấy tỉnh lấy cái gì của bạn gái tao. Ông giỡn mặt tôi hả? Ừ. Ông giờ kể bạn gái ông coi có cái gì để tôi cướp.
Chà, nó xẹp đẹp hết trơn, coi gì cướp. Thôi, trước giống sao mà. Thôi, coi vậy chứ còn ngon lành lắm à. Cướp bả cho hẻo đời tôi luôn hay gì vậy? Trời ơi, tình yêu ước gì bây giờ có thằng bán dao. Hồi nãy không chịu mua hai con dao. Trời ơi, Dư Bảo đâu rồi, Dư Bảo? Đây, có Dư Bảo. Thử. Mơ nó trở thành sự thật. Trời ơi, nãy quảng cáo muốn chết luôn, không chịu mua. Bây giờ con đi rồi, kêu con chạy lại mệt quá trời quá đất. Lẹ. Đây, Dư Bảo, Dư Bảo. Kìa, đi bác chơi mày. Trời ơi, anh có con dao đẹp quá vậy? Bà bán con dao này bán ở đâu vậy? Chị. Sáng giờ bán dao nhiêu tiền? Sáng giờ em tao. Em chưa có bán, mới mở hàng ai cây đó. Ai cây hả? Tiền đâu? Chưa trả tiền. Trả đi đâu? Trời ơi, em bỏ dao xuống con. Mày đứng yên, bỏ dao xuống con. Má ơi, nói trước kìa má. Tao quên vậy. Tỉa cho tôi đâu? Nó tỉa. Mày chịu nổi hai con được không mày? Hả? Ăn cướp hả con? Dạ. Nó là thằng ăn cướp đó. Dạ không có. Khoan. Gì? Khoan. Chờ con chút. Cái này con thấy không ổn rồi. Gì? Đâu vậy? Bỏ dao ra. Không bỏ dao nó đánh ta sao? Bỏ dao ra đi, đừng có chĩa, con dao của con bán lắm á. Con để đây đi. Không kêu nó lấy chứ. Đưa dẫn đây. Khoan. Cái này không được, cái gì? Này không được gì? Cái này càng không được nữa. Sao vậy? Gì không được, đây. Sao vậy? Đây nè, tôi nói cho hai người biết, tôi bán dao cho hai người là để dành về sử dụng công việc gia đình. Đúng rồi. Chứ không phải lấy con dao để đi ăn cướp. Thấy không? Nhẫn của người ta, trả lại cho người ta. Không phải, cái nhẫn này là của bên này. Đúng rồi, bên này. Bên này gì? Chính tôi thấy rõ ràng là hai người mới vừa cướp của người ta mà trả lại cho người ta. Trời ơi. Con cái gì? Trời ơi, chiếc nhẫn này của bên này. Bên này. Vậy là thằng ăn cướp. Nó cướp cái nhẫn tao hồi nãy đó mày. Mày nhìn kỹ, không phải chiếc nhẫn hồi nãy tao với ông trao nhau. Đúng rồi, hồi nãy chiếc nhẫn tao. Mày là ăn cướp hả mày? Dạ, bác ơi, dạ. Đưa nó về phường cho tao. Dạ, con phải ăn cướp. Chứ mày là cái gì không phải ăn cướp? Dạ, tại con cá đồ nó banh thua quá. Cho nên con mới làm liều vậy đó. Ông với bà với anh đừng có đưa con đi lên phường. Cái ba má con biết được là giết con chết luôn á. Trời ơi, biết con giống bấm rồi đó. Biết con yêu thương con đá banh, cái đầu mày tao đau. Thôi, coi chừng có chuyện. Bây giờ mình lấy lại chiếc nhẫn được rồi, thôi mình thả nó đi làm khó nó ăn chi. Mốt nó mà còn làm ác nữa, thế nào bị trời hại à. Mình thả nó đi rồi nó ăn cướp của người ta là sao? Mày hứa mày chưa má mày? Dạ. Mày chưa không mày? Dạ, con chưa. Nhớ nghe không? Dạ. Chưa nghe chưa? Dạ. Đi mày. Dạ. Đi. Chặt cái rất là hay bây giờ. Dạ cho con xin lại cái dao. Đi mày. Con xin lại nữa. Mày giúp tôi cướp người ta hả? Mày xin không? Hả? Mày xin không? Đồ cướp. Tước đoạt vũ khí nó. Bây giờ phần của nó xong. Cảm ơn con, cảm ơn. Cảm ơn nha. Cảm ơn cái gì? Bây giờ tới phần của ông bà ra. Phần tao gì mày? Theo tôi lên phường. Cái thằng này lãng mày. Bắt mớ lên phường. Tao làm gì lên phường? Tội ăn cướp. Cướp gì? Cướp dao. Mày cũng vậy đó.